Trần Ngọc Già mến chào các bạn nha. Tiếp tục cái series vừa chơi vừa học đó thì hôm nay là mình sẽ qua cái phần gọi là trong cái mục mà tiếp tục học về đầu tư đó là mình phải cùng nhau tìm hiểu về cái gọi là rủi ro và cái lợi nhuận, là mối quan hệ giữa những cái lúc mà gọi là thăng trầm lên xuống ha. Thì cái series này của cái trang web Finra đó, họ cho mình những cái kiến thức rồi sau đó họ có những cái quiz, những cái test với mình. Thì trong cái phần này thì mình sẽ học được là về cái mối tương quan hay là mối quan hệ giữa cái rủi ro và cái lợi nhuận trong cái đầu tư. Rồi họ cho mình biết rằng là cái khung thời gian của cái đầu tư nó quan trọng lắm. Ví dụ như là trong ngắn hạn, trong trung hạn và trong dài hạn thì nó khác nhau như thế nào. Và cũng nữa là sẽ làm sao mà mình kết hợp được giữa cái chuyện đầu tư và cái mục tiêu đầu tư của mình lập ra để cho nó khớp được với nhau ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu chơi nha. Rồi ok. Mục đích của cái trò chơi này là gì? Chỗ này là sẽ đo cái mức độ rủi ro khác nhau. Các bạn sẽ thấy là cái phần nửa mà dưới đó là các cái gọi là rủi ro là thua lỗ ha. Phần ở trên đó là lợi nhuận hay là gọi là thắng ha. Thì cái mức rủi ro tối đa ở đây họ để là 40% và cao nhất là cũng 40% luôn, rất là cân bằng. Bây giờ nó có ba cái màu: màu vàng, màu xanh và màu xanh lá ha, xanh xanh biển, xanh lá đi. Thì cái màu xanh lá này là cái phần mà gọi là rủi ro nhiều nhất, đúng không? Rồi cái màu xanh biển là trung bình. Còn nếu mà cái phần vàng đó thì có nghĩa là cái lợi nhuận, đúng không nhỉ? Đấy, họ nói nè, ví dụ như là nếu mà cái rủi ro mà nó cao hơn, cái khoản đầu tư mà nó có rủi ro cao hơn đó thì nó sẽ có cái lợi nhuận tiềm năng, kỳ vọng nó sẽ cao hơn. Và đương nhiên cái rủi ro mà nó có cái lợi nhuận cao hơn thì nó cũng có thể là sẽ xảy ra xác suất là cái rủi ro nó lớn hơn. Thì nó sẽ, cái phần này nó sẽ kiểm tra mình là về cái hiểu biết về cái rủi ro. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ đưa vô, mình kiếm cái hình, mình coi vô là cái chỗ nào mà cái rủi ro thấp. Rủi ro thấp thì có nghĩa là cái lợi nhuận nó sẽ thấp. Như vậy là mình sẽ thấy rằng là cái lợi nhuận nó thấp thì trong này nó chỉ có cái màu xanh biển thôi ha, lower risk. Rồi đến cái phần mà gọi là cái rủi ro mà nó vừa phải đó, có nghĩa là nó cũng thắng vừa và nó cũng thua vừa vừa đó. Thì mình thấy có cái màu vàng, đúng không? Còn trong trường hợp mà mình thấy là đấy, rủi ro cao nè, lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro cũng cao, có nghĩa là đấy, những cái biên động của nó rất là lớn, thì lúc đó là mình chọn cái màu xanh lá, mình bỏ vô. Giờ mình nộp bài thôi, nộp bài cho thầy kiểm tra. May quá, như vậy là đúng rồi ha. Như vậy là những cái mà rủi ro nó cao hơn thì nó sẽ có cái độ biên động, nó gọi là volatile, nghĩa là volatility á. Nó sẽ cao hơn, có nghĩa là nó có những cái di chuyển giá cao và nó cũng xuống nhiều hơn ha. Rồi mình tiếp tục là mình coi là bây giờ người ta sẽ nói rằng là trong các cái loại hình mà đầu tư đó thì cái khác nhau, cái mức độ rủi ro nó khác nhau như thế nào ha. Bây giờ mình cũng tìm tiếp, ví dụ như là bây giờ nó có là ví dụ như là trái phiếu của công ty nè, trái phiếu của doanh nghiệp nè, rồi cổ phiếu nè, rồi ví dụ như là cái này người ta gọi là giống như là trái phiếu của chính phủ vậy đó. Thì cái US Treasury Bills, thì bây giờ mình coi là cái nào thì rủi ro nó cao, trong này an toàn nhất là cái nào, thì đương nhiên là trái phiếu chính phủ Mỹ, đúng không? Đấy, có đại ca phía sau mà, cho nên là cái này là mình sẽ nói là cái rủi ro nó thấp nhất, đúng không? Đến nữa là cái trái phiếu của công ty. Cái này thì mình phải hiểu là nó cũng phải trong một cái so sánh giống nhau nha. Ví dụ cùng một công ty thì cái trái phiếu của công ty thì nó an toàn hơn là cái cổ phiếu của công ty, nghĩa là cùng một công ty đó. Còn trong trường hợp mà mình đi so sánh cái cổ phiếu của công ty này và trái phiếu của công ty kia đó thì lúc đó là chưa chắc là nha. Nhiều khi là cái cổ phiếu công ty này nó không an toàn bằng cái trái phiếu của công ty kia đâu, tại vì nhiều khi là cái công ty kia nó có cái độ rủi ro cao hơn, đúng không? Hoặc là ví dụ như là trái phiếu của công ty này chưa chắc là an toàn bằng cổ phiếu của công ty kia. Ví dụ như trái phiếu của những cái công ty mà nhỏ, nó gọi là trái phiếu rác đó, thì làm sao mà bằng cổ phiếu của những cái tập đoàn lớn, công nghệ lớn, ví dụ mình đấy là Microsoft hay là Google hay Amazon chẳng hạn. Để cho mình thấy được rằng là nếu mà mình so sánh thì mình phải có một cái tham chiếu, một cái góc độ cho nó đúng. Như vậy là cái moderate risk là trái phiếu ha.
và cái cổ phiếu của công ty là nó là cái mức độ rủi ro cao nhất. À, bây giờ thì mình nộp nộp thử. Wow, may quá. Đấy, cho nên là nhưng mà người ta nói nè, trong cái dài hạn đó thì những cái khoản đầu tư mà nó rủi ro cao hơn đó thì nó sẽ có thể có những cái lợi nhuận cao hơn. Nhưng mà nó không có phải 100% đâu nha. Tại vì thì cuộc sống mà làm gì mà có cái gì mà nó tuyệt đối, nó hoàn hảo đâu, đúng không các bạn? Đấy, bây giờ mình tiếp tục nha. Bây giờ đây là người ta sẽ coi cái annual investment returns, là những cái mà cái sinh lợi của các cái hàng năm để xem. Ví dụ như là nếu mà các cái nhà đầu tư mà tham gia vào các cái mức cái loại đầu tư mà cái rủi ro thấp đó, thì trong năm 2013 là họ sẽ cái hạn chế bởi cái lợi nhuận từ cái cổ phiếu. Thì bây giờ mình sẽ xem rằng là các cái cổ phiếu này nó sẽ như các cái loại hình đầu tư đó nó như thế nào, đúng không? Ví dụ như mình coi là chẳng hạn như là giai đoạn mà 2000-2002 đó, mình sẽ thấy là trong dài hạn thì là cái cổ phiếu nó vẫn có cái kết quả đầu tư tốt hơn là những cái an toàn, ví dụ như là trái phiếu hay công doanh nghiệp hay là cái trái phiếu chính phủ. Còn cái này là mình thấy cái này là cổ phiếu nè, đúng không? Ví dụ như là nếu mà các cái nhà đầu tư mà đầu tư vào cái giai đoạn mà khủng hoảng kinh tế 2008-2009 đó thì sẽ có cái thiệt hại nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà lưu ý nha các bạn, trong cái đầu tư á, cái lỗ mà lời á, nó chỉ thực hiện khi nào là bạn thực hiện cái hành động mua bán, mua cái bán cái tài sản đó, có nghĩa là bạn phải realize, bạn thực hiện cái đó, chứ còn không thì nó vẫn chính là lời lỗ trên giấy thôi, lời lỗ trên cái tài khoản của bạn mà thôi, đúng không? Chỉ khi nào mà mình thực hiện cái việc đó. Cho nên là các bạn thấy là trong một cái podcast của chàng ốc già và trong cái bài trên blog đó, chàng ốc già có nói rằng là tại sao mà những cái người mà siêu giàu đó, người ta bỏ tiền vô trong cổ phiếu mà ta giữ dài hạn, bởi vì khi nào mà nó có những cái rủi ro đó hoặc là lợi nhuận đó, thì khi nào người ta bán thì người ta mới mới tính cái toán cái lợi nhuận hay là cái lời đó. Và thường và như vậy thì người ta sẽ giãn cái thời gian và người ta phải đóng thuế thu nhập, đặc biệt là cái khoản thuế mà gọi là trên cái lời phần lời vốn ha. Cái nó gọi là cái capital gains. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi là cái volatility ha, là cái biến động về về giá, thì thường là đấy, ví dụ như là cái nó low risk, rủi ro nó thấp thì cái biến động của nó sẽ thấp. Đến mức trung bình là ví dụ như là trái phiếu của công ty, và cuối cùng là cổ phiếu của các cái doanh nghiệp. Bây giờ là mình sẽ xem là theo thời gian đó thì cái rủi ro và cái lợi nhuận, cái mối tương quan của nó sẽ rõ ràng hơn, đúng không? Nếu mà bạn đầu tư trong cái dài hạn đó, thì cái chuyện mà những cái biến động trong ngắn hạn thì nó không có quá là quan trọng ha. Còn nếu mà bạn cái kế hoạch của bạn mà nó trong ngắn hạn nó gần quá đó, thì là các cái biến động nó rất là dài hạn ha. Ok. Bây giờ cái phần này thì sao nhỉ? Làm sao mà mình mình sẽ các bạn mình sẽ click vào đúng không nhỉ? Ví dụ mình coi nhé, rồi sau đó mình coi cái cổ phiếu của cái trái phiếu của doanh nghiệp, rồi sau đó mình coi cái cổ phiếu. Như vậy các bạn sẽ thấy là mỗi cái đường của nó sẽ có cái tỷ suất sinh lời từ năm 1988 cho đến năm 2018, có nghĩa là sau 20 năm. Có nghĩa là trong ngắn hạn thì cái volatility nó rất là quan trọng, nhưng mà trong dài hạn thì cái mối tương quan giữa rủi ro và cái lợi nhuận nó thể hiện rất là rõ. Rồi giờ mình tiếp tục. Bây giờ mình sẽ coi cái gì, các cái nhà đầu tư là sẽ đánh đổi giữa cái rủi ro và cái lợi nhuận, đúng không? Như vậy là mình sẽ xem rằng là coi là một cái nhà đầu tư bắt đầu từ năm 1999, nhưng mà đến năm 2002 là cần tiền. Như vậy thì nó quá ngắn, trong thời gian có 3 năm.
À, thì nếu mà mình thấy rằng trong cái thời gian mà nắng ngắn quá đó, mình lấy một cái ví dụ với khung thời gian là 99 2002 đó, thì mình sẽ thấy rằng là ví dụ như là bây giờ mình coi cái trái phiếu của doanh nghiệp đi, thì trong 3 năm bắt đầu 99 thì trái phiếu doanh nghiệp lại là ngon nhất, đúng không? Còn nếu mà mình lấy mà 99 mà 2002 đó, mình lại thấy rằng là cái cổ phiếu thì lại te tua, đúng không? Và các bạn biết là cái giai đoạn 99 2002 này nó gọi là cái dot-com đó, cái khủng hoảng các cái công ty công nghệ về internet đó, ở Mỹ đó, cho nên là mới thấy rằng là đấy, trong ngắn hạn thì là cái trái phiếu doanh nghiệp lại ngon hơn là cái cổ phiếu. À, đấy, tại vì nó là ngắn hạn mà cái volatility nó quyết định rất là nhiều ha. Trong khi đó thì cái trái phiếu của chính phủ thì nó cứ đều đều. Rồi, cái này mới là cái quan trọng nè. Có nghĩa là nó họ ghi là thời gian không chữa lành hết được các vết thương. À, cái này giống như là thời gian chữa lành các vết thương lòng, giống yêu nhau rồi chia tay nhau quá vậy. Thì cái quan trọng nhất là trong cái đầu tư là các bạn phải biết là cái real rate of return, là cái tỷ suất sinh lời thật ha, mình phải loại trừ cái lạm phát ra ha. Thì bây giờ là mình sẽ xem rằng là trong nếu mà từng cái loại trái phiếu đó, thì mình sẽ coi cái real rate of return của nó, từng cái sản phẩm đó nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình bấm vô cái real rate of return, cái là mình phải coi luôn cái lạm phát. À, thì sau khi mà loại trừ cái yếu tố lạm phát thì các bạn thấy là cái US Treasury bill nó tương đối may mà nó cũng còn dương ấy, chứ còn những năm gần đây là sau cái khủng hoảng tài chính, các bạn biết là cái lãi suất nó âm, một số nước nó âm hoặc là nó bằng không hoặc là nó tiệm cận với không, nó gọi là zero lower bound đó, thì nó không còn bao nhiêu. Đến cái trái phiếu chính phủ thì các bạn thấy nè, trái phiếu doanh nghiệp chứ, từ cái màu vàng này mà lãi suất thực nó chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Còn từ cái cổ phiếu nha, nó từ như thế này mà nó chỉ còn xuống có nhiêu đây thôi. À, các bạn thấy là cái sau khi mà điều chỉnh cái lạm phát. À, mà cái đó là chưa có điều chỉnh cái chi phí nữa đó nha. Các bạn thấy là trong các cái giao dịch, đặc biệt là chứng khoán đó, mình phải mua bán, mình mất cái thêm cái chi phí nữa. Cho nên phải tính luôn là chi phí và cái lạm phát. Sau đó mình mới biết là cái lãi suất thực nó là bao nhiêu. Rồi, bây giờ là mình phải tính toán cái rủi ro ha. Thì bây giờ cái câu chuyện là như thế này, bây giờ là mình nó nói là rất là quan trọng để mà mình phải cân nhắc cái chuyện mà rủi ro và cái lợi nhuận trong cái khung thời gian ha. Bây giờ là nó nói là để mà kiểm tra kiến thức của bạn đó, thì là trước khi mà đầu tư đó, bạn phải suy nghĩ rất là cẩn trọng về cái mục tiêu của mình, và quan trọng nữa là khi nào mình cần tiền, có nghĩa là cái kế hoạch đầu tư của mình đã nó bao lâu, cái khung thời gian như hôm trước, lúc cái clip trước chàng ốc già nói với các bạn là mình trong ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, 2 năm, 5 năm hay là 10 năm, 20 năm hay là 40 năm, nó khác nhau, đúng không? À, bây giờ là ví dụ như là nếu mà cái kế hoạch là 2 năm nữa cưới chồng cưới vợ ha, ví dụ mình đám cưới, thì giờ cái rủi ro này nó cái mức độ rủi ro của các bạn là nên chọn là cao hay thấp? Tại mình biết là mình cần tiền sau 2 năm đó nha. Ừ, nói chung là phải, bởi vì mình biết là mình cần tiền trong vòng 24 tháng 2 năm nữa, cho nên mình phải kiếm cái gì nó chắc chắc, đúng không? Cái gì rút ra nó còn kịp, đúng không? Thì nên chọn những cái gì mà cái rủi ro nó thấp. À, đúng không? Thôi bây giờ để thử đi ha, mình chọn thử, ví dụ mình chọn cái gì mà rủi ro cho nó cao đi. Mình kiếm, ví dụ mình muốn đám cưới trong 2 năm nữa, mình kiếm cái gì mà cho nó lời nhanh á, lời nhanh, ví dụ như là đầu tư vô mấy cái sàn gì đó mà ở Việt Nam đó, mà mỗi ngày 1% hay là 30% một tháng đó. À, thử coi ha. Đấy, dù mình submit ow quá là rủi ro, đúng không? À, như vậy là cái đám cưới của bạn nó sẽ trở thành một cái cuộc hẹn ở tòa thị chính, hoặc là và một cái delay honeymoon, đúng không? À, có nghĩa là tại vì bạn đâu có tổ chức được đâu, cuối cùng là chỉ ra ký giấy, ra phường ký giấy thôi, chứ đâu có tổ chức được. Cái này chắc là người ta lấy cái bối cảnh ở nước ngoài, tại vì cái chi phí tổ chức cái đám cưới rất là lớn ha. Nếu không có tiền thì chỉ ra phường ký cái tờ giấy là xong thôi, cái đâu có tổ chức mà tiệc giống như là ở Việt Nam ha. Ok, thì tốt lại là mình chọn cái nào cho nó an toàn, tại vì mình biết là 2 năm nữa là mình cần tiền ha. Ok, như vậy là trong vòng 2 năm thì mình chọn cái gì đó nó chắc hơn ha. Rồi, trong trường hợp này là bây giờ nếu mà mình muốn về hưu trong vòng 40 năm nữa, 40 năm nữa thì thoải mái, đúng không?
Thì mình trong trường hợp này thì mình nghĩ là mình phải chọn là cái rủi ro cao hơn rồi, tại vì 40 năm mà nó dài mà thị trường nó xuống nó lên, nhưng mà về cơ bản lâu dài thì nó cũng sẽ lên, cho nên mình vô tư mình có thể chọn hai, nhưng mà mình có thể chọn lower thử ha để coi cái trả lời của họ. Ow, như vậy là bạn lấy quá 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 cái mức độ quá an toàn, cái là quá cẩn trọng, thì cuối cùng là cái tỷ suất sinh lợi nó thấp, và cuối cùng là nó sẽ bị bào mòn bởi cái lạm phát, và cuối cùng là không có không thể nào thực hiện được cái mục tiêu tài chính ha, và có thể là cái chuyện mà về hưu nó sẽ bị hoãn lại. Cho nên là tới ví dụ như là 20 năm, 30 năm ha, một cái chu kỳ nó dài 40 năm, thì mình nên chọn những cái gì nó rủi ro hơn. Ví dụ như là cái đầu tư vào cái chứng khoán, cái cổ phiếu ha. Ok, như vậy là nếu mà cái thời gian dài thì những cái loss, mà những cái giảm giá, những cú giảm của thị trường trong ngắn hạn thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều cái kế hoạch dài hạn. Và các bạn thấy rằng là thường kể cả ngay cái quan sát, các bạn phải để ý là những cái cuộc khủng hoảng đó thường là nó không không kéo dài quá 18 tháng hoặc là 24 tháng. Ví dụ như là lớn nhất là cái khủng hoảng tài chính 2018, 2019, hay là cái khủng hoảng Covid gần đây, hay là khủng hoảng 2000 chẳng hạn, thì các bạn sẽ xem rằng cái thời điểm nó bắt đầu khủng hoảng và nó kết thúc khủng hoảng trong bao lâu, để mà mình tính ra lại rằng là nếu trong tương lai nếu có xảy ra một cái cú khủng hoảng như vậy nữa thì mình có chịu được hay không ha. Rồi bây giờ ví dụ như là bây giờ chẳng hạn như mình để dành tiền cho con nó vô vô đại học đi ha, vô đại học, vô cao đẳng, thì bây giờ cái này nó cần bây giờ là mới đẻ hai đứa sinh đôi ha, bây giờ phải nghĩ đến cái chuyện học hành của nó, thì mình nên là chọn cái mức độ nào. Thì nói chung là thời gian 18 20 năm thì bạn cũng có thể chọn dài được ha. Trong trường hợp này là mình thử cái moderate thử ha, nghĩa là vừa phải. Đúng rồi, 20 năm thì ít quá, có nghĩa là nếu mà chọn quá ngắn thì nó là sẽ không có đủ. Như vậy là 18 20 năm thì mình vẫn vẫn nên chọn là cái mà có cái mức độ rủi ro cao. Thì nó có sẽ bù được ha. Ý người ta nói là trong vòng chẳng hạn như đúng rồi 18 năm này thì nó sẽ giảm, những cái giảm của thị trường trong ngắn hạn thì trong dài hạn nó sẽ được bù đắp lại. Rồi bây giờ là trả cái tiền vay ha, ví dụ mình vay bây giờ là mình trong vòng 7 năm nữa mình phải trả cái mình mua cái nhà mới nó bự hơn thì mình phải có một cái down payment mình trả trước, thì 7 năm thì theo các bạn là thấp hay cao? Ok, mình thử cái moderate thử nha. Mình thử cái moderate là vừa phải thôi, 7 năm. Nó cũng không phải là 2 năm, nó cũng không phải là 18 năm hay là 40 năm. Như vậy là 7 năm thì ok, có nghĩa là cái medium trung bình thôi, horizon trung bình, cũng có không quá rủi ro mà cũng không quá là kỹ ha, cũng không quá là rụt rè. Ok. Ủa, sao hết rồi? Nhanh quá vậy. À, đấy thì như vậy là cái bài học này là gì? Chốt lại là trong cái phần này đó, thì cái tài liệu này nó hướng dẫn cho mình rằng là chỉ ra rằng là cái mối quan hệ giữa cái rủi ro và lợi nhuận ha, rủi ro càng cao lợi nhuận càng cao, và cái này nó chỉ đúng khi mà trong cái một cái gọi là cái time frame mà nó dài đó, thì thường là mình nên có thể chấp nhận được những cái rủi ro nó cao hơn, tại vì những cái biến động thường là nó chỉ là trong ngắn hạn, nhưng mà về dài hạn thì những cái tài sản mà đầu tư tài chính thì thường là nó sẽ tăng cái giá trị và nó bù đắp lại được. Thì đấy là một cái mà bất kỳ khi mà mình đầu tư là mình phải biết được rằng là cái mục tiêu đầu tư của mình và cái vốn đầu tư đó của mình là mình để được có bao lâu hay không. Chứ mục tiêu là mình để mục tiêu là ví dụ như 10 năm, 20 năm, nhưng mà thật ra mới có 2 năm kẹt tiền rút ra rồi là lúc đó là thua, là không thể nào đạt được cái mục tiêu, và không thể nào thấy được rằng là cái sinh lợi đó nó tương xứng với lại cái rủi ro mà mình đã là lựa chọn ha. Đấy thì các cái khóa thì ok, như vậy cái clip này đã xong. Cái clip tới thì sẽ nói với các bạn là ví dụ như là tính làm sao mà liên quan đến cái rate of return ha, cái tỷ suất sinh lời. Ok, như vậy là cũng đã xong rồi. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tới. À, bientôt.